Cuộc chạy đua trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI đang nóng lên từng ngày khi mà OpenAI, cha đẻ của chatbot ChatGPT nổi tiếng thông báo sẽ phát hành mô hình AI mới có khả năng trò chuyện bằng giọng nói, trong khi đối thủ của ChatGPT là Claude cũng sẽ chính thức hoạt động trên khắp châu Âu kể từ ngày 14 tháng 5. Chatbot Claude của công ty Anthropic với sự hậu thuẫn là các công ty công nghệ Google và Amazon là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT sẽ được phát hành trên khắp châu Âu kể từ ngày 14 tháng 5. Đây là lần đầu tiên người dùng châu Âu có thể tiếp cận chatbot này trên trình duyệt web và điện thoại iPhone. Claude đã phá kỷ lục về tốc độ tăng trưởng khi đạt mốc 100 triệu người dùng thường xuyên chỉ sau 2 tháng ra mắt hồi tháng 3 vừa qua. Tuy chatbot Claude đã được cung cấp miễn phí trực tuyến ở một số quốc gia, nhưng đây là lần đầu tiên người dùng tại châu Âu có thể tiếp cận công cụ này trên trình duyệt web và điện thoại iPhone. Các doanh nghiệp châu Âu cũng có thể sử dụng gói dịch vụ Claude Team với mức phí 28 euro, tương đương 30,21 đô la Mỹ một tháng, chưa tính thuế giá trị gia tăng. OpenAI cũng cho biết sẽ phát hành mô hình AI có tên gọi GPT-4.0, có khả năng trò chuyện bằng giọng nói và tương tác qua văn bản và hình ảnh. Mô hình này cho phép người dùng trò chuyện và nhận được phản hồi theo thời gian thực, không có độ trễ. Theo kế hoạch, GPT-4.0 sẽ chính thức phát hành trong vài tuần tới và được cung cấp miễn phí tới người dùng. Cùng với Meta và Apple, tất cả các công ty công nghệ lớn đều đang chạy đua để tích hợp AI tạo sinh vào danh mục sản phẩm và tính năng của mình nhằm đảm bảo không bị tụt hậu, trong bối cảnh thị trường được dự đoán sẽ đạt doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới.